Ok các bạn ơi, tôi đang ở Sài Gòn Asian Food Market nè. Tôi đang xe tôi đây. Và đây là xe của thằng em trai, ex-wife của thằng em trai, ok. Cô ta ex-sister-in-law đang vô trong kia mua thức ăn, cho nên có thằng cháu nó đang ngủ trong đây, cho nên đứng đây canh nó nè. Đó, nó áo xanh xanh nè, đó áo xanh xanh. Nhưng mà còn tôi á thì con gái tôi trong đây. Con gái tôi trong đây. Tôi ra đi đứng hai đứa. Nhiệm vụ là babysit, ok. Old man babysitter. Babysit một đứa 9 tuổi mấy, gần 10 tuổi, một đứa 5 tuổi. Joseph là cháu cháu là con trai của thằng em trai. Nhưng mà nó với cô vợ cũ của nó, tức là ex-wife á, divorce rồi, cho nên cô đang đậu xe đây thấy tôi cái cô nhờ vô chạy vô mua chút rau cải gì đó, cho nên đứng đây cần hai đứa luôn. Babysit daughter, she's playing my phone. Nephew, he's sleeping. Và vợ tôi trong đó đang mua thức ăn, cũng mua rau cải, mua rau đu đủ bào. Và cô ex em dâu á, ex sister in law không biết mua gì. Đây là Sài Gòn Asian Food Market, ok. Hôm nay parking lot này rất đông. Hôm nay là ngày thứ hai không có phải đeo mặt nạ nha các bạn. Hôm qua ngày 15 tháng 5, thống đốc của từ bang Minnesota. Vợ nè, ok, vợ đây. Em thấy anh thương không?